Ăn một miếng nào, trời ơi thèm kinh khủng khiếp. Hôm nay được ăn rồi mọi người ơi, thật sự rất là sung sướng luôn. Có mấy bạn hỏi mình đó là sau 12 ngày á thì chị ăn lại thì chị ăn uống bình thường hay là sao? Câu trả lời đó là không nha mọi người. Khi mà ăn uống lại là mình không có ăn uống giống như bình thường đâu. Bởi vì mọi người biết sao không? Sau 12 ngày nhịn ăn, tẩy thải độc, chỉ ăn mỗi sắn dây chung với nước tương tamari á, thì hiện tại là cái đường ruột của mình nó đang rất là sạch đúng không? Cái cơ thể của mình nó đang sạch độc tố và cái hệ thống tiêu hóa của mình nó đang rỗng. Nếu như mà mình nạp những cái thức ăn không lành mạnh, khó tiêu hóa và động vật vào á, thì cơ thể của mình rất là dễ bị sốc và khá là nguy hiểm. Vậy nên là các bạn hãy ưu tiên những cái thực phẩm nào mà nó dễ tiêu hóa này, lành mạnh này, và ưu tiên thực vật. Mình thì mình sẽ ăn một vài ngày đó là cơm gạo lứt muối mè, nhai thật là kỹ, thật là nhuyễn rồi mới nuốt, và ăn cháo loãng. Và mình sẽ ưu tiên thực vật chứ mình không có ăn động vật trong những cái ngày ăn lại như thế này, để cho cái cơ thể của mình nó kịp thích nghi. Rồi sau đó chúng ta sẽ tiếp cận đồ ăn từ từ, không có cái gì phải vội hết á, bởi vì mình còn nhiều thời gian để ăn lắm. Sau khi trải qua cái hành trình này thì mình cảm thấy đây là một cái quyết định vô cùng sáng suốt của mình luôn. Mình hiểu cơ thể của mình hơn, cái khả năng chịu đựng của mình ra sao, cái bản lĩnh của mình ra sao, và cái cơ thể của mình nó sạch như thế nào. Mình cảm giác thật sự là cái cơ thể của mình nó được sạch thông qua cái việc là nó bài tiết qua tuyến mồ hôi này, qua nước tiểu này, qua đại tiện này, qua phân các thứ này kia, thì mình cảm giác thật sự á là cái cơ thể của mình nó sạch hay không. Chỉ ai trải nghiệm mới hiểu rõ cái điều này nhá. Mình thì mình cảm thấy rất là xứng đáng. Ăn một miếng nào, trời ơi thèm kinh khủng khiếp. Ngon quá. Cơm gạo lứt muối mè rất thơm, ngọt ghê luôn đó mọi người ạ. Bình thường mình ăn một miếng cơm mình không thấy nó ngon như thế này đâu. Được ăn là một cái niềm hạnh phúc đó mọi người ạ. Lâu lâu thỉnh thoảng mình cũng phải cho cơ thể của mình có cái cảm giác đó đúng không?